Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Cà Phê Mô Hình Giấy của mình. Hôm nay chúng ta sẽ làm một sinh vật trong các thần thoại văn hóa châu Âu, đó chính là Unicorn hay còn gọi là kỳ lân. Đây là sinh vật có hình dáng phổ biến được biết đến như là một con ngựa trắng, có sừng chít chán hoặc có thể là có hai cánh. Tuy nhiên, kỳ lân truyền thống có thêm một chòm râu dê, đuôi sư tử và bộ móng xẻ như con trâu bò. Điều này khiến nó khác biệt với các con ngựa bình thường. Có rất là nhiều bản thiết kế mô hình giấy kỳ lân này, và bản mình làm hướng dẫn hôm nay là cái bản thiết kế hở dễ nhất. Mình sẽ làm những cái bản thiết kế sao đẹp hơn để các bạn có thể so sánh nhé. Các bạn có thể tải cái bản thiết kế này về để làm. Ở bên phía dưới phần mô tả của clip có tất cả là 4 tờ giấy A4 cho cái mô hình này.
Các bạn thấy cái mẫu mô hình này thế nào ạ? Quá dễ để làm đúng không? Các bạn thích những loại mô hình nào? Hãy để lại nhận xét bên dưới nhé. Và đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông kênh YouTube Cà Phê Mô Hình Giấy của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip về mô hình nhé.